Sáng 13 tháng 1 năm 2023, tại khu vực phía sau quảng trường 20 tháng 9 ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong ở mép sông, bên cạnh là dụng cụ câu cá. Vào thời điểm được phát hiện, trên cổ nạn nhân có vết cắt sâu và không có giấy tờ tùy thân. Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Thành cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ. Phát hiện nạn nhân nằm ở dưới mặt nước giáp bờ kè, xung quanh vị trí tử thi có một số những dấu vết, ví dụ như chiếc xe máy, rồi một số vật dụng câu. Vị trí ở trên mặt bờ kè có dấu vết máu dạng vũng và trên cái mặt trườn dốc của bờ kè có dấu vết trượt xước có chiều từ trên xuống dưới. Qua cái nhận định ban đầu thì chúng tôi xác định đây là một vụ án mạng và giả thiết điều tra ban đầu thì có thể là nạn nhân đang câu cá và bị đối tượng giết và vứt xác xuống dưới sông và toàn bộ những cái đồ vật của nạn nhân nhằm phi tang dấu vết. Vụ việc này đấy thì nó diễn ra vào lúc nửa đêm và rạng sáng. Trên cái việc xác định ban đầu nó rất là khó, cái việc là nạn nhân đi từ thời điểm nào cùng với ai để đánh giá được cái diễn biến hoạt động của nạn nhân trong cái tối xảy ra vụ việc. Cơ quan điều tra xác định thời gian chết của nạn nhân là khoảng 22 giờ đến 23 giờ đêm 12 tháng 1 năm 2023. Nạn nhân có hai dấu vết tổn thương chính. Thứ nhất là dấu vết ở vùng đỉnh gây vỡ hộp sọ và một dấu vết do vật sắc nhọn ở vùng cổ nạn nhân gây đứt động mạch cảnh. Tuy nhiên, đây là vụ án giết người do mâu thuẫn hay giết người nhằm mục đích cướp tài sản thì chưa thể xác định được. Và việc đầu tiên cần phải làm rõ là nhân thân lai lịch của nạn nhân, từ đó sẽ mở ra những manh mối điều tra. Với những thông tin tại hiện trường thì chúng tôi chưa xác định được danh tính của nạn nhân, nhưng có thể đánh giá đây là người thường xuyên câu cá, vì tại hiện trường đã để lại các cái vật dụng liên quan. Ngoài ra còn xe máy, thì qua cái công tác truy tìm chủ sở hữu đối với xe máy qua biển số thì đã xác định được danh tính và chúng tôi cũng xác định được cái thời gian mà nạn nhân xuất phát đi ra khỏi nhà. Chủ nhân chiếc xe máy mang biển kiểm soát 34B180766 tên là Đỗ Văn Thịnh, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Khi cho gia đình anh Thịnh nhận dạng người đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân, đúng là anh Thịnh. Qua xác minh ban đầu được biết, nạn nhân mở một cửa hàng vàng tại thị trấn Phú Thái. Nạn nhân đã có vợ và hai con. Ngoài ra, nạn nhân có sở thích đi câu cá buổi tối và thường câu cá rất muộn mới trở về nhà. Sau khi mà xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân, thì chúng tôi tập trung vào xác minh triệt để các mối quan hệ cũng như là điều kiện kinh tế, rồi có cái mâu thuẫn gì hay không và tại sao lại bị nạn nhân lại xuất hiện ở cái hiện trường như vậy, thì từ đó thì chúng tôi đưa ra các biện pháp điều tra, rà soát một số đối tượng nghi vấn thuộc ở thị trấn và một số đối tượng ở các xã lân cận như Kim Anh, Ngũ Phúc và Phúc Thành. Sau khi sàng lọc ra thì là có một số đối tượng trong khoảng thời gian gần đây là cũng có biểu hiện về lợ lần, biểu hiện bất minh về cái thời gian mà xảy ra cái sự việc là khoảng khung giờ từ 21 giờ cho đến 22 giờ. Nổi bật lên một số đối tượng như đối tượng Hà ở Phúc Thành. Đối tượng này thì cũng có khoảng một thời gian là rất bất minh. Một mũi trinh sát được cử đi rà soát số đối tượng nghi vấn bất minh trên địa bàn và đặc biệt quan tâm đến đối tượng Nguyễn Văn Hà ở Phúc Thành. Đây là đối tượng cộ cán tại địa phương đang có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Cơ quan điều tra vẫn chưa thể xác định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn hay giết người cướp tài sản, nhưng vẫn tiến hành các biện pháp điều tra một cách song song với mục đích nhanh chóng tìm ra hung thủ gây án. Nạn nhân là chủ tiệm vàng bị sát hại vào lúc đêm khuya ở khu vực xa dân cư, rất vắng vẻ, không có nhân chứng tại hiện trường. Tuy nhiên, liệu có khả năng có camera nào của nhà dân hắt ra đường ghi lại hình ảnh của đối tượng nghi vấn? Một mũi trinh sát được cử đi rà soát camera quanh khu vực ra vào hiện trường. Mũi tiếp theo tiếp tục xác minh các mối quan hệ làm ăn, mâu thuẫn trong gia đình nạn nhân trong thời gian trước khi nạn nhân bị sát hại. Đối tượng ở Phúc Thành ấy, là đối tượng ấy là cũng đánh bia ở gần khu vực đấy, cách cái khu vực xảy ra vụ việc là khoảng tầm khoảng 500 mét. Tuy nhiên này là cái trong cái quán bia ấy là nó có cái hình ảnh camera, và khi triệu tập cái đối tượng ấy lên thì đối tượng đã khai nhận là thời gian từ lúc 17 giờ mà đến tận 23 giờ đối tượng nó chỉ ở quán bia, và quá trình dò sát camera ấy, thì là đối tượng chỉ đánh bia ở đấy, thì là cơ quan cũng loại trừ ra cái đối tượng đấy. Nhằm vào người câu cá cũng là một cái điều mà bất thường. Bởi vì người câu cá thì thường sẽ không mang nhiều cái tài sản có giá trị, trong khi đó giá trị tài sản cao nhất đó là xe máy thì lại không bị chiếm đoạt mà bị đẩy xuống sông. Thế thì vậy thì đối ngoài ra thì nạn nhân còn có những tài sản khác là tiền mặt, rồi là điện thoại, nhưng cũng không xác định được có mất hay không hay là lại rơi xuống sông. Cho nên đánh giá của chúng tôi về cái việc này là nhiều khả năng là đối tượng thực hiện cái hành vi vì ý đồ không phải là cướp xe máy mà là cướp những cái tài sản nhỏ mà nạn nhân mang theo. Liên quan đến việc mua bán làm ăn của nạn nhân thì đều có sổ sách, và qua xác minh nạn nhân không nợ nần ai và cũng không có ai nợ nần nạn nhân qua việc mua bán vàng tại cửa hàng. Như vậy, các đối tượng có tiền án, tiền sự được loại ra khỏi diện nghi vấn. Nhưng qua nguồn tin trinh sát lại nổi lên một đối tượng khả nghi. Cái trường hợp của Long qua quá trình rà soát nhanh của người nhà của nạn nhân ấy, thể hiện với cái việc là Long có mối quan hệ khả nghi và liên quan đến người vợ của nạn nhân. Thế tuy nhiên là trong quá trình mà phối hợp với cả công an xã thì cũng phát hiện ra là Long này chỉ là bạn, gọi là tham gia cùng với cả vợ nạn nhân là tham gia hát karaoke trên mạng thôi. Với thứ hai, trong cái khung thời gian đấy là Long đang ở nhà với gia đình, mà gia đình của Long ấy thì là cũng có hình ảnh camera. Sau khi mà xác định nhân thân và rà dựng tất cả các mối quan hệ của nạn nhân, không nổi lên bất kỳ một cái nghi vấn nào, thì chúng tôi tập trung rà soát xung quanh hiện trường, mở rộng xung quanh hiện trường và rà dựng tất cả các đối tượng nghi vấn có thể xuất hiện trước, trong và sau khi thời điểm xảy ra vụ án. Thời điểm đấy rơi vào tầm khoảng độ 22:30 thì vẫn có những cái người ta đi tập thể dục ban đêm. Chúng tôi xác minh loại trừ dần. Chúng tôi xác định có ba hướng chính là đi vào hiện trường. Tuy nhiên là một hướng thì lại là khu vực quảng trường của huyện Kim Thành,
thì hướng này thì tương đối rộng và tuy nhiên không có camera an ninh. Và hướng thứ hai thì hướng về khu vực Cầu Đỏ của huyện Kim Thành, thì hướng này thì có một số camera trên của nhà dân có quay ra, nhưng tuy nhiên thì các camera đều không quay trực tiếp được ra hiện trường. Tuy nhiên thì có một cái camera hướng cái lối còn lại. Cái hướng này chính là cái hướng mà anh em chúng tôi nhận định đây là cái hướng mà đối tượng đã di chuyển để ra hiện trường. Tại hiện trường thì không thu được, nhưng tại một số cái điểm mà đường vào cái khu vực hiện trường cách hiện trường khoảng độ 200m thì có phát hiện một vài đối tượng xuất hiện vào cái thời điểm mà người nạn nhân xuất hiện để câu cá. Đặc biệt có một đối tượng có những cái hành vi hành động rất khả nghi, vội vàng, vừa chạy vừa có cái những cái động tác lén lút, nên chúng tôi đặt khả nghi nhiều đối tượng này. Nhưng camera không xác định được rõ khuôn mặt cũng như chân dung của đối tượng mà chỉ xác định qua ăn mặc, đặc điểm, hình dáng. Qua cái hình ảnh từ camera chúng tôi xác định đây là một đối tượng có cái tầm vóc rong ròng, nhỏ người, đấy, hơi gầy, ăn mặc tối màu và đội mũ. Do thời điểm xảy ra vụ án đang là mùa đông, chính vì vậy nhận diện con người thông qua trang phục quần áo cũng là việc khó khăn, vì nghi phạm có thể lợi dụng vào quần áo mùa đông để che giấu đi những đặc điểm cơ thể. Nhưng thông qua tầm vóc rong ròng, nhỏ người, dáng đi vội vàng, cơ quan điều tra xác định đây là một đối tượng trẻ tuổi chứ không thể là người lớn tuổi được. Một tổ trinh sát tập trung ra soát trong các lứa tuổi học trò, nhất là học sinh phổ thông và các đối tượng thanh thiếu niên tại các địa bàn xung quanh. Sau khi xuất hiện hình ảnh của một nam thanh niên nghi vấn thì từ cái hiện trường đấy chúng tôi giả dựng và phát hiện ra đối tượng nghi vấn đây là Đỗ Ngọc Khánh, là nhà cũng ở gần hiện trường, cách hiện trường tầm khoảng 300m. Xác minh qua hàng xóm và cũng xác định được đối tượng ấy đang là học sinh, cũng xác minh ở nhà trường và bạn bè của Đỗ Ngọc Khánh ấy, thì mọi người đều nói rằng là Đỗ Ngọc Khánh là học sinh ngoan, hiền lành, ít nói chuyện và cũng không bao giờ gây gổ cãi cọ với ai. Ở nhà rất ngoan, không có biểu hiện gì về cái việc là chơi bời hư hỏng với cả mà thường xuyên giao du và gặp gỡ những cái đối tượng mà bất hảo hoặc là những đối tượng mà nghịch ở trên địa bàn. Một mũi trinh sát tiếp tục bám sát nhất cử nhất động đối tượng nghi vấn Đỗ Ngọc Khánh. Mũi tiếp theo xác minh tất cả các mối quan hệ của Khánh trước thời điểm xảy ra vụ án, xem đối tượng có mâu thuẫn gì liên quan với gia đình anh Đỗ Văn Thịnh. Chúng tôi sẽ đi xác minh rất là sâu và kỹ liên quan đến cái việc mà nghi vấn cái đối tượng có hay không có những cái hành vi vi phạm pháp luật khác. Để làm bước đột phá đấu tranh thì chúng tôi phát hiện ra đối tượng có chơi game và cũng có chơi qua cái ví Momo đổi tiền, thì chúng tôi phát hiện đối tượng là có cái việc dịch chuyển một số cái tài sản tiền nhỏ nhỏ. Thì chúng tôi đi xác minh sâu, xác minh kỹ thì phát hiện đối tượng trước đấy là có vay nợ của một số bạn và các bạn đã đòi tiền nhưng không trả, không có tiền để trả mà cái thời gian cận Tết rồi.
số tiền khoảng 5 triệu đồng. Chúng tôi thấy rằng có nổi lên một số vấn đề, đây là cái đối tượng mà có những cái biểu hiện lợ lần, là một trong những cái động cơ có thể gây ra vụ án. Thứ hai là cái việc đối tượng sử dụng thời gian rất là bất minh. Lên đó là những cái căn cứ để chúng tôi đấu tranh với đối tượng. Ngày 14 tháng 1 năm 2023, cơ quan điều tra đã triệu tập Đỗ Ngọc Khánh đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Chúng tôi đã xây dựng cái phương án để triệu tập bất ngờ, thì thời điểm chúng tôi triệu tập là đầu giờ chiều. Sau khi mà triệu tập đối tượng Khánh lên đấu tranh ban đầu thì đối tượng khai rất là vòng vo, hai là lý giải cái việc buổi tối ngày hôm 12 thì đối tượng đi vòng vèo toàn bộ thị trấn. Ngoài ra thì bị can đưa ra những cái chứng cứ ngoại phạm, gặp người này người kia, và chúng tôi đã xác minh có người gặp nhưng có người không gặp. Đối tượng Khánh là đối tượng trẻ tuổi nhưng lại thể hiện sự ngoan cố, đồng thời cũng thường xuyên không có cái sự hợp tác đối với cơ quan công an. Qua đấu tranh gần một ngày, đến sáng ngày hôm sau thì bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như động viên thuyết phục để làm rõ và khơi gợi tình cảm cũng như là bản năng con người của trong Khánh, thì lúc này Khánh đã khuất phục và khai báo toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Đỗ Ngọc Khánh khai nhận có vay nợ một số bạn trong lớp khoảng 5 triệu đồng. Để có tiền trả nợ, tối 12 tháng 1 năm 2023, Khánh nảy sinh ý định đi quanh khu vực thị trấn Phú Thái. Nếu thấy nhà dân nào sơ hở sẽ trộm cắp tài sản. Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi đến đoạn đường ở khu dân cư Đồng Văn gần quảng trường 20 tháng 9 hướng ra bờ sông An Thành, thị trấn Phú Thái, Khánh phát hiện có người đi câu cá tại bờ sông. Nảy sinh ý định giết người câu cá để chiếm đoạt tài sản. Khánh lấy một viên gạch ở tường rào chạy ra hướng bờ sông. Thấy anh Đỗ Văn Thịnh, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Phú Thái, đang ngồi câu cá. Khánh đã dùng gạch đập một nhát trúng đỉnh đầu, làm nạn nhân ngã ra bờ kè sông, bất tỉnh. Khánh ném viên gạch xuống sông rồi bỏ chạy. Qua bãi rác, thấy ven đường có một con dao, Khánh cầm dao quay lại cắt cổ nạn nhân chết hẳn để tránh bị phát hiện. Sau đó, hất thi thể anh Thịnh cùng tăng vật xuống sông rồi bỏ về nhà. Khi về nhà, Khánh nhớ ra chiếc xe máy của nạn nhân vẫn ở trên vỉa hè, liền quay lại hiện trường, đẩy xe xuống sông, phi tang. Qua công tác điều tra, phát hiện đối tượng gây án thì chúng tôi rút ra một số cái bài học như sau. Cái thứ nhất, đó là công tác lắm thông tin phải nhanh, khẩn trương và ngay từ hiện trường, ngay từ đầu. Thứ hai là phải tiến hành đồng bộ các cái biện pháp mà nghiệp vụ của lực lượng công an kết hợp với công tác vận động quần chúng, công tác thu thập dữ liệu liên quan đến camera hình ảnh, phục vụ tốt cho quá trình điều tra. Thứ ba là phải lắm chắc, quản lý tốt các cái loại đối tượng hình sự trên địa bàn, kể cả những đối tượng là trẻ em, thanh thiếu niên hư. Đây là những cái đối tượng có khả năng, có điều kiện và có thể gây ra các cái vụ án.
phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người cướp tài sản tại thành phố Hải Dương vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Đỗ Ngọc Khánh đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt tử hình xuống chung thân, nhưng hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Khánh. Bởi hành vi của bị cáo có tính chất dã man, mặc dù còn trẻ nhưng kiên quyết giết người bằng được. Đỗ Ngọc Khánh sẽ phải thi hành bản án tử hình để trả giá cho những hành vi tội ác mà y gây ra, chính thức khép lại cánh cửa cuộc đời của một thanh niên vừa bước qua tuổi 18. Chúng tôi xin khép lại chương trình Hành Trình Phá Án kỳ này bằng lời nhắn nhủ: hãy tránh xa những trò chơi điện tử cá độ vô bổ, vì rất có thể nó sẽ là nguyên nhân đẩy con người vào vòng xoáy tội ác, và kết cục bi thảm là điều dễ xảy ra.